Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình live về vấn đề Covid. Covid ở bên Mỹ hiện nay thì cũng có những cái biến động cũng không có được tốt lắm. Nói chung thì cái tình hình Covid-19 nó vẫn còn hoành hành nước Mỹ. Mà chính quyền hiện tại nó cũng đang rất là lo sợ. Cho nên hôm đầu tuần anh chị các bạn biết chị, cái vấn đề Covid bùng phát ở bên Mỹ á, khiến cho thị trường chứng khoán rớt gần 1.000 điểm. Các bạn biết 1.000 điểm là hàng trăm tỷ đô la, chứ đâu phải giỡn đâu. Khiến cho thị trường chứng khoán hôm đầu tuần bị chao đảo. Bởi vì những cái người đầu tư đó, họ thấy cái tình hình Covid không có cái sự mà gọi là kiềm chế. Ở bên Mỹ các bạn biết Covid hồn ai nó giữ rồi, chứ không phải Việt Nam đâu. Tôi nói chị các bạn biết, tôi sống trong cái vùng mà gọi là cái ổ dịch lớn nhất thế giới hiện nay ở trên cái nước Mỹ. Cái số người chết cứ mấy ngày hôm nay chết cũng tăng, mà bệnh Covid bên Mỹ nó cũng tăng nữa. Ý là nó có thuốc đó anh chị các bạn, mà nhiều người dân họ nó mới có hơn 50% tiêm chủng thôi à. Còn ở Việt Nam thì hồi nãy tôi có gọi về người thân ở Việt Nam, tại vì ở bên này tôi có mình, tôi cũng theo dõi truyền thông Việt Nam chặt chẽ lắm, chứ không phải là không. Nãy tôi có gọi về thì một số người tôi nói chuyện thì ở tại Mỹ Tho, Tiền Giang á, thì theo biết thì cơ quan nhà nước họ nói với chuyện, họ có cho những cái người mà lao động á biết là cuối tháng này có thể là sẽ ổn định và mở cửa trở lại á. Thấy đó là cái điều rất là đáng mừng, tại vì Việt Nam mình chống dịch tuyệt để lắm, mà chỉ có mấy cái đám chống cộng ô hợp, mấy cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó lên không gian mạng, nó tung ra những cái tin giả mạo. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Nó tung ra những cái thông tin giả mạo làm người ta hoang mang. Các bạn thấy nhà nước Việt Nam mới vừa nghe bệnh dịch là đã đi chi quét khắp mọi nơi rồi, cho nên mình làm đến nơi đến chốn rồi. Nhiều người dân mà họ lo sợ, họ hay có những người mà họ có tính lúc cái gì cũng sợ hãi á. Tiếng Anh nó gọi là paranoid, cái diện cái là lo sợ run cầm cập lên. Mà mình phải tập sống với lại lũ để đặng mình vượt qua cái cơn đại nạn. Vì đây là cái cơn đại nạn dịch, nó xảy ra trong cái chu kỳ của nhân loại anh chị các bạn. Thì các bạn biết khi mà đại dịch nó bùng phát ở Mỹ, nhiều người đi mua chợ, mua đồ ăn tranh giành nhau. Tôi có đi đâu. Tôi cứ ở nhà cười, bạn bè hỏi chuẩn bị mì gói, đồ ăn, nước uống. Nào, có gì đâu mà làm gì lo sợ. Thế giới này đâu có chuyện gì mà đến nỗi vậy. Cái tâm lý rồi người này đồn người kia đồn. Còn ở Việt Nam mình thì những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, những cái đám đó nó tung trên mạng rồi nó đưa ra những cái tin tức giả mạo, toàn là những tin tức giả mạo không. Các bạn thấy lên trên mạng nó tuyên truyền về vấn đề những cái ca nhiễm rồi những cái bệnh dịch chết ở Việt Nam rồi. Nói chung cái đại dịch Covid này, các bạn biết con Covid này nó rất là mạnh, nó cực kỳ mạnh. Nó là một cái, nó gọi là đại dịch mà nó mà đụng, nó giật những cái người mà có bệnh nền và những người già có tuổi, nó rất là khủng khiếp. Những cái người mà có bệnh nền già mà lớn tuổi anh chị các bạn biết, nó giật là từ chết cho đã chết, từ bị thương cho đã chết, khủng khiếp lắm. Cho nên nó khi nó tấn công Việt Nam cũng vậy. Bởi vì mình bị ảnh hưởng cái vùng châu Á đó anh chị các bạn. Những cái nước lân cận họ bị dịch như vậy thì mình cũng bị ảnh hưởng chứ. Các bạn thấy. Cho nên cái số tử vong ở Việt Nam nó có tăng lên chút đỉnh. Rồi các bạn nhìn thấy đại đa số là những người họ có những cái bệnh bệnh nền, khiến cho họ chống chọi lại với lại Covid không vượt qua được đó. Tại vì con Covid nó mạnh lắm. Các bạn biết cái thuốc tiêm chủng đó,
tiêm chủng COVID, thuốc vaccine đó, tiêm một mũi không thấp, phải hai mũi mới đủ sức gọi là chống lại, chống chọi với thằng COVID. Mà các bạn ai mà tiêm rồi sẽ thấy, chàng ơi, nó giật, tiêm mũi thứ hai nó giật còn dữ nữa kìa. Thành ra có những người họ cũng bị sốc thuốc. Cái bác bạn biết truyền thông Mỹ nó đâu có nói đâu, các bạn vô CDC của Mỹ các bạn mới thấy được cái số người mà bị sốc thuốc đó. Bữa nay tôi nghĩ là cũng khoảng 6.000 người đó, mới hỏi tôi vô 5.700, 5.800 rồi. Và trước khi đó tôi chia sẻ thì có 4.000 mấy, bữa nay là chắc là bữa nay chắc cũng 6.000 người. Tại vì cái thuốc này các bạn biết nó, tụi người ta nghiên cứu nó rất là lẹ, thành ra nó cũng bị sốc thuốc, cho nên hên xui à. Nhưng mà các bạn mà mạnh khỏe thì không sao, những người mà có bệnh mà trong người rồi đó, nó giật qua không nổi là văng vô vách. Cho nên khiến cho nhiều người, một số người họ cũng hoang mang. Chào anh Cầm, chào anh Xin các bạn trong diễn đàn nha. Đấy, hình ra Lợi Minh like để chuyển cái thông điệp về quê hương, để anh chị em các bạn cùng nhau, chúng ta cùng nhau ủng hộ đất nước vượt qua cơn đại dịch. Tôi thì tại vì vừa rồi tôi về cũng trong cái lúc mà đại dịch thì tôi cũng có cách ly, tôi hiểu và tôi nhìn thấy được cái sự chống dịch của Việt Nam một cách rất là triệt để, chứ không phải như Mỹ hồn ai nấy giữ. Hôm nay là các bạn biết, hồi nãy tôi mới vừa coi đó, bữa nay là Mỹ gần 50.000 người, 50.000 ca lây nhiễm đó. Bữa nay đó tôi mới vừa đăng lên, anh chị các bạn vào cái trang web đó các bạn sẽ thấy, chứ không giỡn đâu. Thành ra chỉ cầu mong cho Việt Nam mình sớm vượt qua thôi. Thì tôi rất là tin tưởng anh chị các bạn, tôi thấy là Việt Nam sẽ vượt qua trong hết tháng 7 này, này là dữ lắm à. Tại vì Việt Nam đang làm rất là mạnh, cực kỳ mạnh tay với lại con COVID. Một số người công ăn việc làm, đời sống của họ cũng bị gián đoạn, nhưng mà mình phải cùng chung nhau để rằng mà vượt qua, để ổn định được cái xã hội và xây dựng cái nền kinh tế phát triển, chứ mà lơ tơ mơ như Mỹ không được đâu. Tại vì thằng Mỹ nó là cái hiệp chủng quốc, nó là cái tạp chủng quốc, nó phức tạp lắm. Cái chính trị của nó cũng chẳng giống ai, mà cái hệ thống xã hội của nó chẳng giống ai cả. Cho nên các bạn nhìn thấy nó vô cùng phức tạp, và Việt Nam mình không thể nào mà làm giống như kiểu Hồng Mỹ được. Cho nên các bạn thấy cái cơ chế Việt Nam, người ta làm cái gì người ta cũng rất là quán triệt. Trong khi lúc mà làm một cách quán triệt như vậy đó, thì nó cũng có những cái sơ suất trong cái những người ở những cái người mà thi hành pháp luật. Như các bạn thấy cái câu chuyện ổ bánh mì thì nó là cái sự sơ suất thôi, đâu ai muốn đâu. Thì các bạn thấy chỉ có vụ ổ bánh mì thôi mà nó khiến cho cái đám chống cộng nó lợi dụng, nó xuyên tạc đủ kiểu đủ cách. Mấy hôm thì cái chuyện của một quân nhân Đô, người tên Đô đó, thì các bạn thấy nó làm đủ trò đủ kiểu. Khi mà cái chuyện mà cái ổ bánh mì đó là một cái cá nhân cá thể, khi họ thi hành luật pháp, họ làm không có chuẩn. Tôi nói chị các bạn biết, ở Việt Nam mình, ông nhà nước mình ông uyển chuyển lắm. Nhiều khi cái tôi về tôi sống tôi biết mà, nhiều khi ở những cái cấp xã đó, có một số những cái người mà họ gọi là dân quân tự vệ, những người đó họ chỉ là, tôi nói phải, họ chỉ là bần cố nông thôi, tôi biết. Rồi họ theo, họ phụ, họ giúp công an đồ, để đặng mà gọi là đóng chốt đồ, phụ giúp đó. Nhiều khi có những cái họ không gành gì pháp luật, cho nên họ thi hành pháp luật nó không có chuẩn. Còn các bạn thấy ở Mỹ, một cái đất nước mà tư bản tụi nó huấn luyện một cái người mà thi hành pháp luật đó, như một thằng cảnh sát đó, các bạn biết đó, tụi nó là phải học về criminal justice, là nó ít nhất cũng phải có bằng đại học, bằng baccalaureate degree, là bằng cử nhân về vấn đề criminal justice.
các bạn, cho nên nó thi hành pháp luật, mà nhiều khi nó còn làm sai, nó còn làm bị sơ sót. Nói chi ở Việt Nam, mà ở Việt Nam khi bị sơ sót á, thì bị cái đám chống cộng thổ tả ô hợp, nó lại xuyên tạc, nó xuyên tạc một cách ghê hồn, nó xuyên tạc trong tất cả những cái diễn đàn trên chống cộng ở trên không gian mạng, nó lan truyền như là như là một cái dây chuyền mà nó dồn dập khủng khiếp. Các bạn thấy cái tụi chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, cái sự khốn nạn của nó rất là dã man. Tại vì bây giờ anh chị các bạn mới thấy rằng tôi á, thì tôi đã thấy quá nhiều rồi tụi nó. Tôi đã thấy quá nhiều. Bây giờ thì truyền thông mạng xã hội càng lúc càng phát triển một cách mạnh hơn, và người dân Việt Nam trong nước càng lúc họ nhìn thấy được cái bộ mặt thật của những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Chàng ơi, nó xuyên tạc ghê hồn lắm. Và cũng có nhiều người trong nước, một nhiều khi họ không có, họ không nắm vững được tin tức đa chiều đó, thì họ bị xa lầy. Khi họ xa lầy rồi, họ dấp ngã rồi, lúc họ thì họ mới thức tỉnh được. Trên không gian mạng của Việt Nam mình vô cùng phức tạp về vấn đề mà chính trị, xã hội, đất nước và con người. Mỗi ngày mà tôi mở lên, nhiều khi tôi mở tôi thấy mấy thằng chống cộng ở mấy cái đấu trường á, nó nói chết trời vậy đó. Tôi thấy quẻ, tôi ra tôi mở nhạc tôi nghe. Còn không tôi đi xem tin tức, tôi được coi tin tức. Thấy tại vì mình chạy theo tụi nó cũng mệt mỏi lắm. Lúc nào rảnh thì vô đấu với tụi nó chút, rồi chạy ra thôi, đi giống như kiểu thôi tao đi chơi. Chứ các bạn biết đeo theo mấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước quẻ lắm, nó làm cho mình cũng mệt mỏi chứ tụi nó. Nhưng mà nó cũng có những cái thú vui. Mình mới thấy được cái bộ mặt gọi là xảo trá chống cộng điên cuồng của tụi nó. Tụi nó điên khùng lắm anh chị các bạn ơi. Mà 10 thằng chống cộng, tôi nói anh chị hết 10 thằng toàn là cái quân ô hợp. Tôi nói anh chị các bạn biết, cái quân ô hợp nó toàn là cái thứ lao nô ở trên đất Mỹ này. Tụi nó, tôi mà chữ lộ tụi nó hồi rồi, bữa nay không có đi cài các bạn. Tôi hồi bữa nay không có đi cài các bạn. Bữa nay ế quá không có đi cài rồi. Lại hồi nó tức lên à. Tại vì cái cuộc sống tụi nó toàn là cái thứ gì đâu không à. Mình biết được cái tẩy của tụi nó anh chị các bạn không? Lại hồi nó cầm cái miệng đó. Chứ còn mà đấu tay đôi với nó mà mình quá ư là gọi là thẳng thắn mà không có tìm cách để đặng mà môi cái đời sống của nó bên Mỹ thì nó ngoan cố lắm. Các bạn biết cái tụi chống cộng ở bên Mỹ này, nhất là tụi bên Mỹ, nó khốn kiếp, khốn nạn, sự khốn nạn nó ghê gớm lắm, mấy chục năm nay các bạn. Bởi vậy giờ các bạn thấy mấy cái đám mà người Việt của mình, tôi nói nó đụng chạm chữ người Việt của mình đi ra hải ngoại rồi, họ không còn, đại đa số họ không còn xem Việt Nam là quê hương của họ đâu chị các bạn. Đừng có mong. Tôi nói nhiều khi có nhiều người bắt bẻ tôi rằng này Lại Minh đi ngược lại nghị quyết 36 cái này nọ. Nghị quyết 36 thì rất là tuyệt vời rồi, không có chê được. Nhưng mà mấy cái người mà họ bỏ đất nước ra đi rồi, tôi nói chị đừng có trông mong. Cái tiền kiều hối nó chỉ là cái tiền mà những người đại đa số là những người ta kinh doanh ở Việt Nam, rồi tiền của những người lao động, những người mà đi lao động, xuất khẩu lao động phần nhiều. Còn mấy cái đám chống cộng người chàng ơi, cái đám nó nghèo bỏ mẹ, nó cài 5-12 tháng nó về Việt Nam trái túi. Mà nó nghe kiều hối là nó nhảy vô, nó dành liền, nó nói là của nó. Cho nên mình chỉ cầu mong đất nước qua cái cơn đại dịch và bình yên trở lại, để đặng mà phục hồi cái nền kinh tế và cuộc sống của người dân nó sẽ ổn định. Tôi rất là mừng hồi nãy gọi nói chuyện với lại mấy người trong nước thì mấy anh em mà người ta làm hồ đồ, những người mà họ lúc trước họ làm nhà làm cửa cho tôi á, tôi nói chuyện thấy họ cũng gọi là
họ rất là phấn khởi và không có cái gì gọi là hoang mang sợ hãi tột độ cả. Chính phủ cũng trợ cấp cho những cái thực phẩm, thức ăn và những cái tiền cho những người mà lao động phổ thông khi họ không có đủ cái tài chánh đó, cũng được giúp đỡ. Tôi thấy rất là đáng mừng, và họ nói rằng cái chính quyền địa phương cho họ biết là tới ngày 31 tháng này sẽ cho biết là sẽ mở cửa trở lại, sẽ tạo cái cơ hội cho người dân sinh hoạt, lao động đồ trở lại nó ở cái mức độ từ từ. Đó cũng là những cái điều đáng mừng anh chứ. Thì đây cũng trong cái vấn đề đại dịch thì mình phải cố gắng với lại cơ quan nhà nước thôi, chứ lên mạng mà các bạn than thở sợ hãi lo âu thì tôi nói là đừng, không nên. Mình làm được cái gì cho đất nước thì cứ làm. Những gì mà nhiều khi các bạn thấy vất vả hôm nay, những chiến sĩ, những người mà làm ở tuyến đầu, các bạn thấy họ có than vãn đâu, trời mưa trời gió bay liều, bay chạy, bay tùm lum hết, họ vẫn dầm mình trong những cái tiếng đầu để đặng mà bảo vệ sự bình yên của đất nước. Thành ra chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ họ bằng những cái lời nói. Mình không làm được gì thì mình ủng hộ họ bằng những cái tinh thần, chứ đừng có hoang mang rồi lên mạng chia sẻ những cái sự việc mà nó tin tức nó chưa kiểm chứng, lo sợ hoang mang thì nó không tốt. Theo tôi thấy là như vậy. Mình phải sống tích cực một chút, bỏ bớt những cái tiêu cực. Tại bởi vì trong một đất nước xã hội, cơ chế nào nó cũng có khó khăn. Các bạn đừng có nhìn thấy rằng là mình live stream mà chạy xe rồi quay nhà quay cửa quay tàu, tại vì tôi giỡn vui vậy thôi. Chứ các bạn biết cuộc sống ở đâu cũng phải mần, cũng phải làm. Tôi nói tôi mà không làm ra tiền ở bên này để chi phí trả, tôi cũng văng vô vách. Có người nghĩ là mình ở bên Mỹ gì là sướng rồi. Chàng ơi, các bạn biết vất vả lắm chứ không phải dễ đâu. Ngày xưa tôi, bạn biết, tôi phải đi làm thuê, làm mướn, làm bồi bàn, sạch chạy xe đạp hàng mấy chục cây số. Chàng ơi, mưa nắng gió bão, rồi dành dụm, nhờ biết dành dụm rồi mới có được số vốn như ngày hôm nay. Chứ hồi cũng chết chứ không phải giỡn đâu các bạn. Tôi nói chuyện các bạn, ở đất Mỹ này nhìn bên ngoài nó hào nhoáng đi, nhưng phía sau lưng mấy người Việt của mình qua bên này họ sống họ ảo tưởng lắm. Họ nghĩ rằng họ ăn được tôm cao lương mỹ vị là họ lên được thiên đàng rồi, là Mỹ đang cho họ những cái thứ gì đó gọi là tốt đẹp lắm. Nhưng mà các bạn biết toàn là ăn dước chả sao không á. Những cái gói cứu trợ cũng vậy nữa. Chàng ơi, càng tung ra cứu trợ là càng chết dân, khổ dân. Trước mắt những người ăn thì họ không thấy khổ, các bạn nhớ gì đó. Còn những người mới nay phải đi làm rồi, phải trả thuế, đóng thuế tăng. Các bạn thấy ngay cả bây giờ mà kinh doanh làm ăn trên đất Mỹ như tôi đó, đóng 43.5%. Hồi thời của ông Trump tôi đóng chỉ có 20% thôi. Các bạn thấy tiểu thương bầm dập với lại tụi mà cái phe mà dân chủ, mà cái bộ máy chính trị của nó. Bởi vì giờ làm ăn bây giờ là dậm chân tại chỗ thôi. Đời sống còn ở nước Mỹ này nó chỉ là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi anh chị các bạn ơi. Mình mà không có cẩn thận là chết đi. Tôi nói gì là tại vì trời thương tôi biết cần cù lao động, chứ thôi tôi cũng tiêu. Trời ơi, bạn bè của tôi nhiều đứa bây giờ nó qua nó ở Mỹ mấy chục năm, gặp lại còn bơ vơ. Tôi nói cho các bạn biết còn bơ vơ. Lưu linh lưu lịa đi hết tiểu bang này qua tiểu bang kia. Nhiều đứa ở Mỹ, có đứa qua tới 7 năm 7, có đứa nó qua Mỹ năm 75 luôn. Các bạn biết giờ này bơ vơ, không có công ăn việc làm. Ngày nào công ăn việc làm của nó các bạn biết rất là ngon. Nó làm về bên network đó, nó gọi là bên internet đó. Chàng ơi, ngày xưa nó làm 50, 70 đồng, 80 đồng giờ. Và bây giờ các bạn biết
không kiếm được việc làm, chăm bề vất vả, chứ không phải giỡn đâu. Không tích lũy ở Mỹ này hả, làm mà kiểu mà ăn trước trả sau mà không tích lũy là chết. Tôi thì nhờ trời thương thôi. Tôi nói chị các bạn biết, mình sống phải, mình gặp phải, chị các bạn biết không? Tôi tin vào chuyện đó lắm. Cái vấn đề mà quy luật, tôi không biết các bạn tôn giáo nào thì tôi không muốn đụng tới, phải không? Nhưng mà tôi nói cho các bạn biết, tôi rất là tin vào một cái đấng tạo hóa đã thương tôi, chứ không phải là tôi chết mất á. Các bạn biết tù chống cộng nó giết tôi, các bạn biết đủ kiểu đủ cách mà tôi không chết, ngầu rồi chứ. Nhiều lúc tôi suy nghĩ lại tôi còn nó quá. Bởi vì tụi nó cai cứu tôi lắm. Cuộc sống mà anh chị các bạn ở quê nhà, thì khi các bạn còn thiếu thốn này thiếu thốn nọ thì mình phải cố gắng lên thôi. Chứ nhất là trong đại dịch này nữa, mình phải cùng với nhà nước, chính phủ. Chứ đâu phải các bạn thấy tôi quay vậy là các bạn mình cũng lên bờ xuống ruộng, chứ không phải giỡn đâu. Thôi lại mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Mình về tới nhà rồi. Bây giờ mình phải đi cho heo, cho gà, cho vịt ăn. Cho cá ăn nữa. Để mình quay cho các bạn coi nha. Nhà mình đi mỗi giò luôn á. Bây giờ mình đi cho cá. Mấy thằng bà chống cộng bên Mỹ, mỗi lần mà nó thấy mình quay cái nhà, cái khu mình ở là nó chửi mình ăn cháo đá bát là tùm lum á. Nó làm như là muốn ăn của con Mỹ là dễ lắm vậy. Chàng ơi, bạn ơi, phải là low income thế này thế nọ. Các bạn thấy. Bây giờ mình cho cá ăn. Các bạn nghĩ đi, một cái tài sản như vậy mà mình không có đồng tiền ra vô, các bạn biết một năm tôi đóng thuế không, cái miếng đất nhà này không á là 7.000 đô, chưa nói bảo hiểm. Tiền điện á, nếu mà tôi không gắn cái dàn solar năng lượng mặt trời á, là các bạn nghĩ một tháng lúc trước tôi trả 600-700 đồng, chứ không phải giỡn. Thấy như vậy chi phí dữ lắm, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì tôi vô tư lắm. Mình sống còn đất nước khó khăn thì mình làm cái gì được cho quê hương đất nước thì mình làm thôi, chứ cứ lên mạng than thở. Khả năng của mỗi người có bao nhiêu đó các bạn, mà mình đòi hơn nữa đâu có được. Nè, ao cá Bác Hồ của mình đẹp không các bạn hả? Đê no. Đã không? Wow. Cá đó cả chục ký á. Nó bự giá mà ăn. Trời mát mát, nước nó muốn trong mà. Wow. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Cuộc sống cứ vậy thôi, nhưng mà mình nói anh chị các bạn, tại mình tạo những cái khung cảnh cuộc sống vậy để đặng mình thư giãn khi mình mệt mỏi, chứ mình đi đâu đi mình cũng phải về Việt Nam. Tôi nói thiệt á, tôi cũng phải về Việt Nam. Việt Nam đâu cũng bằng cái đất Mỹ này, các bạn thấy như vậy. Tôi chỉ lên online chơi thôi, chứ còn chơi với cái cộng đồng Việt Nam hay mấy cái đám chống cộng bên này thì không bao giờ. Có ít bạn bè lắm bên này, tại toàn là thứ gì đâu không. Thôi xin chào chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.